Một cặp đôi trẻ cùng trăn trở và lo lắng trước hôn nhân. Em sẽ giữ tiền hết, còn xài thì em sẽ đưa tiền cho anh Phúc cầm và chia hết tất cả mọi người. Chưa biết thỏa thuận hay không mà bây giờ là em đi hát là hầu như em không biết đồng bạc nào hết. Em cũng thỏa thuận với anh là vấn đề về con cái. Em nói em còn quá nhỏ nên em chưa sẵn sàng làm mẹ. Có những tình huống em cảm thấy nó rất là đơn giản, nhưng nhìn xem đó là một vấn đề phức tạp. Hãy đón xem chương trình Mảnh Ghép Hoàn Hảo với câu chuyện Lo Xa Để Về Gần, được phát sóng vào lúc 19:35 thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024 trên kênh VTV9.